Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ tìm tin nhắn bị ấn ở trên Zalo cực kỳ là đơn giản. Đây, ví dụ như là mình sẽ sử dụng hai chiếc điện thoại đăng nhập hai tài khoản Zalo khác nhau và mình sẽ nhắn tin sang cái tài khoản Zalo bên này. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện cái việc là ấn tin nhắn của câu chuyện. Mình nhấn giữ vào đoạn tin nhắn đó và mình chọn là phần là ấn trò chuyện. Lúc này thì mình sẽ nhập mã pin. Rồi, như vậy là đã ấn được cuộc trò chuyện thành công. Và các bạn để ý là để tìm được cuộc trò chuyện cũng như là tin nhắn bị ẩn ở trên Zalo thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn sẽ gõ vào phần tìm kiếm ở đây và các bạn nhập đúng mật khẩu. Đó, thì nó sẽ ra cuộc trò chuyện. Và cách thứ hai là các bạn sẽ để ý cái biểu tượng hình kính lúp tìm kiếm ở đây. Nếu nó hiển thị sang màu đỏ thì có nghĩa là chúng ta đang có một cái tin nhắn bị ẩn và có tin nhắn mới. Ví dụ như bên này, mình sẽ nhắn tin sang. Đó, thì các bạn thấy là khi có tin nhắn mới trong cuộc trò chuyện tin nhắn bị ẩn thì cái biểu tượng kính lúp nó sẽ đỏ lên. Và khi nào mà chúng ta vào phần tìm kiếm và các bạn gõ đúng cái mật khẩu hoặc là các bạn gõ đúng cái tên tài khoản các bạn chọn vào thì lúc này cái phần biểu tượng tìm kiếm nó sẽ hiển thị trở lại màu trắng bình thường nha. Các bạn bấm vào đó, lúc này thì các bạn thấy là cái biểu tượng tìm kiếm nó sẽ trở lại màu trắng bình thường. Và bây giờ các bạn nhập đúng mật khẩu, sau đó các bạn chọn là phần cuộc trò chuyện và các bạn nhấn vào phần ba thông hành ở đây, các bạn chọn là phần là ấn câu chuyện, các bạn chọn là phần hiện. Đó, và như vậy trên đây chính là cái cách để các bạn có thể là phát hiện và cũng như là tìm những cái tin nhắn bị ẩn ở trên ứng dụng Zalo.